Kính chào anh em hàng thủ nha. Hôm nay ngày 28 tháng 2, shop Hoàng Tiger của em xin lên cái lô này gồm vài chục con cần ISO, là của cái lô kế tiếp em lên luôn cho hết một cái lô cho anh em, thì em đợt sau em sẽ lên đồ lô VIP nha, những sản phẩm cần lô VIP. Rồi bây giờ cái lô cái anh em mua hàng của bên em thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129. Phí ship của bên mình là 30k, em chỉ lấy cho vui thôi, 30k tiền ống nước thôi, còn phí ship nhìn như là như em lo hết rồi nha, 30k tiền ống nước để mua cống mình bỏ vô cần câu cho anh em thôi. Giờ anh em mua hàng thì nhớ liên hệ số điện thoại trực tiếp 0907010129 qua số điện thoại này hoặc qua Zalo giùm em nha. Ngày đầu tiên em xin lên mã thứ C41 của mình là một cây Daiwa. Cái Daiwa này có độ cứng 3, độ dài 5m3 của Daiwa Liberty. Đây, chất liệu là carbon xoắn đột 3 nha anh em. Cái này thích hợp cho anh em nào hạ tay, anh em săn hàng, với lại anh em nào quýt ISO nha, săn hàng á. Đột 3 thì khá cứng, gơ bằng phải 5-6H nha anh em. Đây, phôi carbon xoắn rất là đẹp. Rồi, cái này có độ cứng 3, độ dài 5m3. Cái này có trọng lượng 276g, còn 1.8 giá 900k. Cái tiếp là mã số 42. Mã 42 của mình là một cái ISO đột 0.6m3 của NFT. Đây, cái này có chất liệu là carbon xoắn khoen bujicid nha anh em, khoen bujicid đột 0. Cái này anh em quýnh thật cực kỳ cảm giác luôn nha anh em, đột 0.6m3. Cái này nếu mà anh em quýnh hạ tay thì anh em hạ tay cái này để cho anh em săn chép quýnh rất là ngon đó nha. Chất liệu carbon xoắn, những anh em nào đó, dòng này là dòng NFT phôi rất là ngon nha, phôi cái này rất là, em nói thiệt, phôi NFT cực kỳ ngon luôn, em cũng đã chơi NFT rất là nhiều. Rồi cây này có mã là C42, nặng 285g, ngọn 1.2, chất liệu là carbon xoắn khoen bujicid. Đây, cần rất là mới, giá là 1 triệu cho anh em. Kế tiếp là mã số C543. C43 là một cây đột 2 6m3, cây này của Shimano rất là đẹp nha anh em. Cây này là cây đờ mỡ nè, đột 2 6m3, nhưng mà cây này rơ phải đột 3 đờ mỡ bây giờ nha, rất là cứng. Cây này rất là cứng, phôi Shimano, phôi thường phôi Shimano sẽ cứng hơn những dòng khác, phôi carbon xoắn. Cây này phôi này rất là bền nha anh em. Đó, cây này là thích hợp cho anh em nào săn hàng nha, xả tay săn hàng, đột 3 6, đột 2 6m3, nhưng mà phôi rất cứng, khoen buji, bát buji. Rồi cây này có cân nặng là 350g, ngọn 1.6, giá 1.250k, 1.250k nha. Em sẽ thôi, em sẽ giao sale còn 1.2 thôi, còn 1.2 thôi nha anh em. Rồi mã C43, nặng 350g, ngọn 1.6, giá 1.2. Rồi kế tiếp là một cây đọc 4 5m4 của Nissin. Cây này là khoen bujicid, phôi rất là đẹp nha, phôi như gamma nha. Cây này là thích hợp cho anh em hạ tay săn hàng nè, 5m4, phôi là đẹp. Cái này hạ tay rất đẹp nha anh em. Cái này em đảm bảo với anh em luôn, cái này hạ tay rất là đẹp luôn, như gamma vậy đó, Nissin. Đó, cái này anh em hỏi hạ tay xong nói gamma không ai biết luôn, phôi y như gamma vậy đó, đỏ nè. Đó, em sẽ hỗ trợ việc hạ tay cho anh em nha. Giá hạ tay thì em sẽ làm quấn chỉ đầu này thôi. Đó, em sẽ quấn chỉ đầu này. Rồi cái này có thông số là đột 4 54, cứng phải 7H. Cái này có cân nặng 257g, ngọn 1.8, giá 1 triệu nha anh em. Kế tiếp là một cây ISO nữa, đột 2 4.5m. Này, đột 2 4.5m. Cây này là hãng Indus Peso như của Nissin. Cây này đột 2 4.5m nha anh em. Cây này thích hợp cho anh em nào để câu chép, câu trôi, anh em nào câu cá cháp nha anh em. Đó, phôi bên trong rất là đẹp, độ cứng 2, độ dài 4.5m. Cây này có cân nặng 276g, ngọn 1.5, giá 800k. Bên bắp buji. Thôi em sẽ sell 750k nha. Giờ kế tiếp của mình là một cây C46. Cây C46 này cây đột 2 5m3. Phôi carbon xoắn đây. Rất là đẹp nha anh em. Phôi của nó rất đẹp nè, anh em thấy không? Phôi rất là đẹp nha anh em. Cây này có thông số là đột 2 5m3. Phôi rất là đẹp nha anh em. Phôi xoắn rất là đẹp. Cái dòng ISO này nè, khoen bé nè, anh em nếu mà để câu ISO cũng được, để mình không thích mình thể làm cần tay. Cần tay của dòng những dòng này câu rất là khỏe nha anh em. Rồi, cái mã này mã C46, nặng 268g, 1.6, giá 750k. Tư mã C47 là một cây Daiwa Power Match của Carbon Speaker. Đây. Cây này có độ cứng là 1.5, đờ mớ, bát đúc nè.
em thấy không? Ba đúc, độ cứng là 1.5 5.3, phen buji sheet đồ mới nha. Đây phen buji sheet, phôi hai da xoắn. Cần này rất là đẹp nha anh em. Đây, phôi hai da xoắn, cây này rất là mới. Dòng đồ mới. Đây, cần này rất là đẹp nha. Bên trong phôi rất là đẹp, rất là mới. Cây này có độ cứng là 1.5 nhưng mà cây này đọt to nha, 1.5 nhưng mà đồ mới đúng đọt to thiệt. Nó gần phải phen đọt 2 đọt 3 của mấy cây đời cũ. Phen buji sheet. Đây, cây này có cân nặng là 1213 gram, ngọn 1.8, giá chỉ 1.100.000. Giá cây này mê sao rẻ luôn. Kế tiếp là một cây 9m của Alcus. Cây này là một cây ISO 9m khá hiếm nha. Đọt số 3, 9m. Đây anh em. Cây này thích hợp cho anh em nào về làm cần tay săn hàng. Anh em nào để câu ISO nha, ISO con bé nha. Đó, anh em nào hạ xả hạ để cần tay cũng được. 9m là nhanh em. Đó. Cần rất là đẹp. Đó. Đây, rất là đẹp. Phôi xoắn rất là đẹp nha anh em. Đó. Đây nè, cây này có 9m rất là đẹp. Cây này có cân nặng 655g, ngọn 1.7, giá chỉ 1.6 thôi nha. 9m nha anh em. Đó. Kế tiếp nữa là mã 49. Mã 49 là một cây ISO khoen bé đột 3 cho anh em nào quýnh hay chi. Cái này là khoen lở nha anh em. Đầu là khoen buji bé, dưới là khoen lở nè anh em không? Thấy không? Cái này có công thông số là đột 1.5 3m cho anh em nào quýnh dò về hanh cháp nha anh em. Chất liệu là carbon. Phôi nè, giả chút nè. Cái này rất là đẹp nha. Này hình như của Nissin thì phải. Rồi cái này có cân nặng là 182g, ngọn 1 ly 1, giá 650k, khoen bắp buji. Kế tiếp nữa là một cây 2.4. Này là gọi là súp lở 2.4 nha anh em. Em được mấy cây ta? Em được 2 cây 2.4. 2 cây. Đó. 15-24, 2 cây nè. Ủa. Em anh em lấy cặp này thì em để cho em 900k nha, 2.4, cứng tầm 15. Đó, 900k. Khoen bát buji. Chất liệu là carbon cho anh em nào. Những dòng này là anh em búng đầu cành hết bài luôn nha, anh em búng phao đầu cành hết bài luôn. Anh em muốn cháp cũng rất ngon nha, 900k, cặp 50-51 này, đây 51-52 này nha. Đó, 15-24, sụp lỡ khoen bắt buji hết luôn nha, chất liệu là carbon. Kế tiếp tới mã 53. Mã 53 của mình là một cây lua gút nè. Cái dòng này 2.4 nè, của Suzumi. Cây này có thông số là 8, fit là 2.4, 7-21g, 8-20 level, 7-21g là cây này quýnh cũng ngang M nha anh em. Cũng khá cứng á, 7-21g. Cái này thích hợp cho anh em nào quấn chẽm lóc đồ viết viết vân vân nha. Đó, cái này là lua rút 24. Rồi, cái này có mã là C53, nặng 182g, ngọn 2 ly, giá 700k. Tới cái tiếp là C54. C54 là một cây 3m nha. Cây 3m này, cây này có thông số là 3m, 7-21g, 8-20 level luôn. Đó, thích hợp cho anh em nào câu chẽm lóc quýnh cá sắt đồ á. Nè, cây này của hãng Suzumi khoen bát buji. Cây này có cân nặng là 250g, ngọn 2 ly, giá 750k luôn. Giá khá rẻ luôn. Em bán sale nè. Kế tiếp là cây 3.3. Cây 3.3 này của Ryobi. Cây này là dạng như lua rút gần luôn nha anh em. Nhưng mà nó không ghi thông số lua thôi. Khoen buji đen, alo xích mô trời. Cây này hàng cao cấp nha. Cây này có độ cứng đầu 3.3. Cây này độ cứng. Ồ, cây này cứng nha anh em. Cứng hơn mấy hai cây nãy. Cây này cứng và nhanh hơn. Chất liệu là carbon. Cây này có chiều dài, tổng chiều dài là 3.3. Đó, khoen bắp buji. Cây này độ cứng tầm cái này em muốn max là 7-32g. 8-25 level. Cây này nè, nếu mà em quýnh thì nếu mà còn ISO thì nó đưa vào đọt số 4 nha. Số 4, số 5 nha anh em. Rồi, cây này có cân nặng là 272g, ngọn 2 ly, giá 950k. Kế tiếp nữa là một cây mã 56. Cây này 3.9 nha anh em. Entertainment 3.9 4 khúc luôn. Cây này y chang cái đó luôn. Đó nha anh em, 3.9 4 khúc. Cây này phôi sẵn luôn. Cây này tới 3.9 lần. Cây này cho anh em quýnh đầu cành nha. Cây này quýnh hay nè. Cỡ cứng cỡ 50, 39. Đó, thì em bán cây 33, cây 39. Cây này có giá là 1 triệu nha anh em. Cây 39 này cũng có giá là 1 triệu, nặng 375g, ngọn 2 ly 2. Kế tiếp là một cây Holiday Cast. Cái này có thông số là 2m75HS. Đây, trên đây có dính keo nha, cái này là dấu keo nè. Khoen bát buji 2m75HS. Ồ,
Này nhanh ghê không? Cái này. Cái này để anh em mà quýnh đầu cành nữa. Anh em mà quýnh phao, quýnh quýnh lục lục mà lục 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 nhỏ, quýnh ép cá, cái này quýnh ngon lắm nè. Mình nên đô luôn. Nè Holiday Live Cat nè. Dòng này cái này ngon. Mã 57 nặng 171 gram, còn 2 ly giá 800k nha anh em. Cho anh em nào quýnh mấy cái này, mấy này cũng khó gặp, 2m75 cũng thông số này khá hiếm nè. Khoan bắp Uzi của Shimano. Kế tiếp nữa là một cây 39 HS của Holiday Live Cat nè. Cây này cũng bị keo luôn nha anh em. Anh em về lấy cái này em chỉ nè, anh em lấy acetone, anh em bỏ quấn cái khăn vô, anh em chế acetone vô. Lát chút xíu nữa là cho cái này nó bung ra, nó mềm ra là anh em lấy tay khều là nó ra cái keo này nha. Rồi. Nó khoan bắp Uzi. Cần này nhanh, mấy cái này nhanh lắm. Cái này mấy cái này để anh em quýnh bền, quýnh lục bền là cực kỳ tuyệt vời luôn nha anh em. Cái này ở trong hình còn khá đẹp nha. Anh em mà quýnh lục bền. Nhờ cái này 39 này nặng 290g của Shimano. Ngọn 21 giá 1 triệu. Kế tiếp nữa là một cây 2m7, 2m7 của Black Blind. Này. Cái này có thông số là Olympic King G 2m7 cứng tầm 15, 20. Cái này cứng tầm 20 nha anh em. 2m7 cho anh em nào quýnh phao, quýnh bền, đầu cành, anh em nào quýnh lăn xê vân vân và vân vân. Cái này có nặng 163g, còn 21 giá 500k nha anh em, rất đẹp, khoan bắp Uzi. Kế tiếp nữa là một cây Holiday Pin 1536. Đây, rất đẹp của Shimano nha anh em. 1536, cái này cho anh em nào quýnh lục bền, đầu cành là cực kỳ tuyệt vời. 1536 quýnh bền nha anh em. Rồi, giá cây này C60 nặng 224g, còn 2 ly giá 750k. Rất đẹp. Cái kế tiếp là mã C61 cứng 20-36 của Daiwa Mining Core. Đó. Cái này rất là nanh nha anh em. Daiwa thì với Shimano nó nanh rất ngang ngang nhau. Mấy những dòng này anh em muốn bền chép Rofi, những cái là dòng cực kỳ tuyệt vời nha. Đây, nặng 255g, còn 21 giá 800k. Dòng xếp lỡ này quýnh rất hay nha. Kế tiếp là mã số C2062, một cây độc 353 của Shimano. Cái này em sẽ bán rẻ, bị khoan lớn nha, 800k thôi. Em sẽ xuống, em sẽ giảm 100.000. Độc 353. Đó, cây này về anh em nào hạ tay, hạ tay. Ôi ôi cái ngọn của nó kìa. Trời ơi cây này hạ tay quýnh ác lắm nè anh em. Cái này bỏ khoan hạ tay quýnh ác lắm. Hạ 4 lóng thôi. Quýnh ngon, cực kỳ ngon luôn. Nha anh em. Đó. Đó. Cái này em sẽ bán rẻ cho anh em. Đó, cái phone này rất là ngon của Shimano, hàng nội địa Nhật, hàng China, nhưng mà đây là hàng công ty nha, hàng chính hãng nha anh em. Cái này mã 62 nặng 284g, còn 1 ly 7 giá 800k. Kế tiếp nữa là một cái súp 2039. Cái này Carbon Family Spin. Đó, 39 cứng 20. Rất nhanh nha anh em. Cái này cho anh em, những anh em nào quýnh bền, cái này dạng súp lỡ luôn. Đó, cho anh em nào quýnh bền, quýnh đầu cành, đó, anh em nào quýnh lăn xê dẫn dòng này khá bền. Cái này có mức giá là 750k thôi nha anh em. Mã 63 nặng 325g, còn 2 ly 7 giá 750k. Kế tiếp là một cái mã này, mã này là mã số 64, một cây Trung Quốc nha. Cây này cái ISO yên khoen lớn, khoen bát buji, khoen bát theo hãng luôn, Trung Quốc, chất liệu là carbon. Em sẽ bán rẻ cái này. Cái này có thông số là mất tiêu rồi ta. Ủa nó mất tiêu cái thông số luôn. Rồi bây giờ nè, 1 2 3 4 5, 5 lóng này. Cái này phải 5m2, 5m3, độ cứng phải gơ vào độ cứng 4 3 4. Thì em bán sơ cái này là 350k cộng ship nè. Cái này em bán 350k cho anh em nào về lấy chơi nha, chất liệu là carbon luôn. Đó, bán rẻ luôn, không có gì bán nhanh bằng bán rẻ nha anh em. Đó,
Kế tiếp là mã số C665. C65 là một cây 3m9. Là cái này là lua gút luôn nè. Cái này có thông số là 1/2 đến 1/2 OZ là quýnh 14 đến 42 gram, 8 đến 16 lê beo. Nè, mảnh cu rơ nè, khoan bắp buji, chất liệu là carbon nè anh em. Cái này là dạy dạng như là hậu quýnh gần, hậu quýnh xa, anh em nào quýnh xa đó. Cái này rồi, cái này có thể kết hợp là mình quýnh ISO cũng được nha anh em. Cái khoan này nó chạy nha, cái khoan này nó sẽ chạy nằm ở đây nha. Chứ anh em đừng nghĩ nó ở cái khoan này sao nó không anh em dán vô cái là bỏ kho luôn nha anh em. Đó. Rất đẹp nha anh em. Rồi, cây này có mã là mã số 65. Đây một cây New Moss Mastery. Cái này của hãng nào ta? Hàng này nó đi Nhật là hãng NF. Rồi, cái này có cân nặng là 317 g ngọn 2 ly 6, giá 900k. Rất đẹp nha anh em. Đó, 900k. Kế tiếp là một cây Daiwa Pacific. Cây này có thông số là 3m 3 khúc. Cây này không có ghi gì hết ta, má chết nè. Nè, cái này là dùng để quýnh nước mặn nè, salt water lure nè nha anh em, quýnh lure được luôn. Chất liệu là carbon 2 da. Đó. Này không có ghi gì ta. Thì nếu mà cây này không ghi gì theo kinh nghiệm của em nha, cây này nó sẽ rơ vào độ cứng là M nha anh em. Thì nó quýnh mát từ 7 đến 21 gram, 8 đến 20 level. Đó, cây này chất liệu là carbon 2 da, khoen không. Đó, khoen buji đen. Đó, có xoắn luôn. Xoắn 2 da rất là đẹp. Rồi, cây này có giá là 1,3 triệu. Mã 66 tới mã 67. Mã 67 là một cây 39 của Win Country Olympic Made in Korea, đọt cỡ chừng 20-39 cho anh em quýnh bền, anh em quýnh đầu cành ha anh em. Những cái này anh em quýnh lằng xê bền đầu cành, anh em những quýnh những đập quýnh rất là ngon nha anh em. Giá ngon bổ rẻ. Rồi, cây này có cân nặng là 348 g ngọn 2 ly rưỡi, giá 800k. 750k. 750k mã C67 750k, khoan bắp buji. Quá rẻ luôn. Tới kế tiếp là C68. C68 cũng vậy luôn nha anh em, một cây súp lở luôn. Cái này có thông số là 20-39 của Ryobi, khoan bắp buji luôn, 750k luôn nha anh em. 750k luôn. Bán nhanh cho anh em luôn. Đó. 750k. Cái tiếp nữa là một cây 2m1. Đó, cây này là dòng này, mấy những dòng này anh em quýnh đầu cành, anh em quýnh rất là ngon nha anh em. Đầu cành đó, 2m1, lâu lâu thật lỗ, 2 khúc 2m1, anh em thật lỗ đi quậy phá rồi chơi vui. Cái này mức giá là 450k nha anh em. Chất liệu là carbon khoan bắp buji. Rồi, kế tiếp là mã số C70. Cây này của hãng Swill. Cây này là súp nha anh em, súp độ cứng 25, độ dài 39. Nó khoen bắp buji. Rồi, giá tốt luôn, 800k. 750k. Cái súp này bán 750k luôn nha. Đó, nhanh gọn lẹ luôn nha anh em. Mã C70. Cảm ơn anh em thủ nhiều nha. Anh em thủ mua hàng thì liên lệ trực tiếp số điện thoại 0907 01 29 giúp em.